Xin chào anh em, hôm nay chúng ta sẽ review về con Huina HN550 phiên bản mới ha. Đây là con sơ xuất tỷ lệ 1/14 của hãng Huina này. Thì mẫu này là một cái mẫu huyền thoại truyền thống hơn từ khi hãng Huina bắt đầu làm sơ xuất luôn á. Nó đã trải qua chắc phải 3 lần thay đổi á. Lần thay đổi gần đây nhất là đây là phiên bản mới nhất mẫu 2024 nè. Thứ nhất là anh em để ý cái mẫu này nó ở phía trên là nó sẽ có cái chóa lòi lên này nè, mẫu cũ không có nè. Rồi thay đổi lớn mà chúng ta thấy mà có thể dễ thấy nhất á là nó sử dụng pin loại 7V4 nè. Đây nó sẽ sử dụng pin 7V4 một 500 mAh ha. Đây. Sạc thì vẫn là sạc cổng USB và cái giắc cắm pin nó có thay đổi ha. Nó chuyển từ giắc hai chấu phiên bản cũ sang giắc bốn chấu phiên bản mới nè. Trong xe nó cũng thay đổi nè. Còn về mặt cơ bản các nút bấm remote thì không thay đổi gì nhiều ha. Con này thì vẫn là gạo xúc bằng kim loại ha. Thân nhựa xích cao su. Combo tiêu chuẩn tầm 1 triệu đổ xuống là chỉ có em này là chất lượng nhất ha. À, bây giờ chúng ta sạc pin nhé. Rồi, quy trình sạc á là chúng ta gắm dây USB vô cái đắp sạc điện thoại trước. Rồi sau đó mới gắm pin vô. Đây, có đèn là đang sạc này ha, khi nào đèn tắt là pin đầy. Rồi, sau khi sạc pin xong á, chúng ta gắn pin cho xe nè. Rồi, công tắc xe nằm dưới đây nè. Bật công tắc xe lên trước. Rồi, bật công tắc remote lên. Nó kêu như thế này là nó nhận nè ha. Này, phiên bản mới thì đèn á, thay vì nằm ở trong cabin á, như bản cũ á, thì nó nằm lên trên nóc này luôn ha. Rồi, hai cần này là để điều khiển xích độc lập nè. Đẩy mỗi xích nè, nó xoay tại chỗ thì đẩy lên một cái lên cái xuống, hai cái lên là tiến, hai cái xuống là lùi. Rồi trên đỉnh là nút quay cabin nè, quay sang trái quay sang phải nè. Đây là nút tay đòn lớn nè. Rồi cái này là đưa ra nè, đưa vô nè. Còn này là đưa hết ngưỡng của nó này, nó sẽ kêu ha. Rồi. Nói chung á là con này trong tầm giá dưới 1 triệu á, thì không thể có mẫu nào so sánh được với lại mẫu Huina 550 này ha. Về kết cấu cũng như lực xúc này là trong tầm tiền 1 triệu là anh này tương đối là ngon nhất rồi ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi.